Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ Dũng Hoàng. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ rất là giá trị, mang những cái nét cổ điển và độc đáo riêng. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay em gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Rado đến từ Thụy Sĩ. Chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ song kiếm và là một chiếc đồng hồ có cái mặt zin hổ phách rất là hiếm anh em nhé, và được giới sưu tầm săn đón rất là nhiều. Chiếc đồng hồ Rado này thì là một chiếc đồng hồ zin 100% cả dây khóa anh em nhé. Và hơn thế nữa, nó là một chiếc đồng hồ có cái nền mặt zin màu hổ phách, và nó là một trong những chiếc đồng hồ rất là đáng được sưu tầm tại thời điểm bây giờ anh em nhé. Đi sâu vào thông số kỹ thuật cơ bản của chiếc Rado này thì đây là một chiếc với khung vỏ được bọc vàng và đáy là đáy SS. Và cái dòng Rado này là dòng Rado 3 cá ngựa anh em nhé. Đi sâu vào cái phần nền mặt là nền mặt màu hổ phách zin, trải tia bát sáng rất là tốt. Nó kết hợp với các cọc số nổi, và anh em cùng chiêm ngưỡng ở phía trên những cái cọc số, nó có những cái chấm dạ quang và có một vị trí lệch góc 3 giờ. Một cái nền mặt nó trang trí tuy nhỏ nhưng mà nó trang trí tất cả những cái chi tiết rất là góc cạnh và nhìn nó rất là đẹp. Bình thường những cái logo Rado ấy là nó ở phía dưới của cái mỏ neo, nhưng mà cái dòng Rado hai kiếm này thì cái logo Rado nổi nó nằm ở vị trí 9 giờ. Và cũng như những cái chiếc Rado khác thì nó có một cái mỏ neo, và ở dưới cọc số 12 giờ thì chiếc đồng hồ này cũng vậy, và cái mỏ neo vẫn còn hoạt động anh em nhé. Phía trên cọc số 6 giờ là một cái logo và có biểu tượng hai kiếm, một trong những cái biểu tượng và nổi bật của chiếc Rado này. Và chiếc này là một chiếc rất là đáng được sưu tầm và được săn đón rất là nhiều. Nó hiếm và gần như là kiếm được những cái chiếc đồng hồ zin mộc nguyên bản và chiếc thứ hai tại thị trường Việt Nam mình gần như là không có nhiều anh em nhé. Và em quay rất là kỹ để tất cả các anh em cùng xem. Bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà anh em ạ. Và núm zin có logo mỏ neo, biểu tượng đặc trưng của cái thương hiệu Rado này. Và anh em thấy cái nước vàng của nó còn đẹp không ạ? Em quay từng góc cạnh để tất cả các anh em cùng xem. Đấy, cũng miêu tả chi tiết. Anh em nào muốn mua là chỉ việc xách điện thoại lên và gọi điện ngay cho em để chốt được cái chiếc Rado này. Và anh em cùng chiêm ngưỡng, đây là một cái dòng Water Seal 3 cá ngựa có cái dòng chữ Rado, và nó dập nổi zin mộc nguyên bản anh em nhá, chưa đánh bóng spa bất kỳ một cái gì cả. Hàng nguyên bản từ bên ngoài về, hoạt động rất là chính xác anh em ạ. Và em quay cận cảnh từng góc cạnh để tất cả các anh em cùng xem nó bén như thế nào, và cái nét đẹp cổ điển của nó thể hiện ra sao ở trên cái chiếc Rado. Và anh em thấy không, từng góc cạnh, từng cái nước vàng của nó còn rất là bén. Và chiếc đồng hồ này thì kết hợp với một sợi dây zin. Anh em thấy cùng chiêm ngưỡng cái sợi dây của chiếc Rado này. Chiếc đồng hồ này thì cổ tay to bao nhiêu thì cũng vừa nha. Anh em thấy không, nó có thể kéo giãn được cái sợi dây. Và một sợi dây zin đi theo cùng đồng hồ, kiếm được những chiếc bây giờ thì nó cũng rất là khó, bởi vì nó zin nguyên bản anh em nhé. Em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem. Và chiếc đồng hồ này thì có cái niềm benzen khía, nó giống như khía của Rolex anh em nhé. Và anh em cùng xem cận cảnh cái nền mặt cũng như là cái khía của chiếc Rado này. Một cái nền mặt hộp phách zin, trải tia bát sáng rất là tốt. Và anh em cùng chiêm ngưỡng đấy, từng cái vị trí thiết kế, và có những cái logo Rado nổi này cũng như mỏ neo, và cũng như các cọc số. Điểm nhấn là các cọc số 6, 9 và 12 nó có cái chấm đỏ ở giữa. Bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà. Em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng nó giá trị đến mức như thế nào ạ. Và kiếm được những chiếc Rado này gần như bây giờ rất là khó anh em nhé. Không còn nhiều trên thị trường đâu anh em ạ. Và size mặt của chiếc đồng hồ này là size 36 x 37mm. Một cái size rất là lớn,
và tay anh em nào to nhỏ cũng đều đeo được hết cái dòng radio hai cá ngựa này. Và anh em nào mà chưa có những cái chiếc radio hiếm gặp như thế này trong bộ sưu tập của mình thì hãy đừng bỏ lỡ. Nó là một trong những cái phiên bản giá trị và rất là hiếm. Và rất là lâu rồi em mới về được một chiếc radio hai cá ngựa. Nó rất là khó tìm, và gần như là tìm được những chiếc này tại thị trường Việt Nam mình rất là khó anh em nhé. Và giá em giao lưu chiếc đồng hồ này là giá 8.600.000 đồng, một cái giá cũng rất là hợp lý anh em nhé. Các bạn thấy video trên của mình thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.